Waze là một cái ứng dụng dẫn đường theo dạng mạng xã hội, tức là những cái người sử dụng cái ứng dụng dẫn đường này sẽ chia sẻ với những cái người khác về tình hình giao thông, về những cái bảng báo đường sai, hay là về những con đường một chiều, hay là về những cái đường nó bị hư, hay là thời tiết đang xấu. Thì cái Waze này nó sẽ giúp cho mọi người tham gia giao thông có nhiều thông tin hơn để chúng ta sẽ quyết định có đi qua con đường đó hay không. Nó tương tự như cái VV giao thông vậy. Và cái Waze này nó của Google, do đó là ở Việt Nam cái data của nó, cái dữ liệu của nó về đường xá cũng rất là tốt đó. Thì hiện nay mọi người chủ yếu dùng những cái công cụ dẫn đường như là Here, như là Vietmap, như là Google Map. Thì mỗi cái ứng dụng mình vừa kể trên nó đều có những cái ưu điểm nhất định. Trong đó cái ưu điểm nặng nhất là gì? Những con đường không được cập nhật, hay là cái tình hình thời tiết không được báo thời gian thực. Đó, thì đối với cái Waze này sẽ giúp chúng ta giải quyết được cái vấn đề đó. Mình nghĩ rằng nếu mà có 1.000 người ở Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là 1.000 người ở Hà Nội, hoặc 1.000 người, hay là nhiều ngàn người ở cái Việt Nam này sử dụng Waze, thì chúng ta sẽ biết được rất là nhiều cái thông tin về đường chúng ta đi, và chúng ta sẽ đi trên những con đường tốt hơn, hạn chế kẹt xe và giúp cho cái mọi người lưu thông tốt hơn. Thì ở Việt Nam Waze khá là mới, chưa có nhiều người dùng. Tuy nhiên những cái nước mình từng lái xe như là Mỹ, hay là Malaysia, hay là một số cái nước mà mình nghe bạn mình nói, thì Waze được sử dụng rất là nhiều. Hy vọng là mọi người qua cái hướng dẫn này của mình sẽ cài cái app này lên. Waze có cả cho Android cũng như là iOS, và nó miễn phí, do đó là các bạn chỉ cần tải về cài vào và tạo account hoặc là dùng account Facebook là xong. Cái đặc điểm của Waze là gì? Người dùng có thể chia sẻ trực tiếp những cái tình hình đang diễn ra trên đường đi với những người đang dùng cái app đó. Ví dụ các bạn đang đi trên đường, các bạn thấy tình hình giao thông như thế nào, các bạn có thể bấm vào đây để các bạn chia sẻ với những người sử dụng cái ứng dụng đó, và ngay lập tức các bạn thấy là ở cái vị trí hiện tại của xe các bạn, và các bạn bấm chia sẻ thì nó sẽ hiện lên bản đồ, và những người dùng cái app này sẽ thấy cái điều đó. Nếu mà có rất là nhiều người chia sẻ cái này thì khi đó chúng ta sẽ né, chúng ta không đi cái đường này. Ngoài cái tình hình giao thông ra, chúng ta còn chia sẻ những cái vụ đụng xe chẳng hạn. Nếu các bạn thấy có vụ đụng xe nghiêm trọng, các bạn nó là bên kia đường, các bạn phải bấm vào để cho những người đi bên kia đường họ biết rằng là đang có vụ đụng xe. Hoặc là chúng ta có thể chia sẻ thêm, ví dụ như là cái vụ mà map is you này là gì, tức là nếu mà hướng dẫn đường ở trên cái Waze này nó báo là chúng ta quẹo trái, tuy nhiên cái đường nó đã cấm quẹo trái, thì chúng ta bấm cái turn not allowed, thì tức là nó báo cho Google biết, và khi mà có nhiều người cùng báo cho Google biết thì Google sẽ sửa, không dẫn chúng ta đi đường đó nữa. Thì đây là một trong những cái rất là hay để giúp cho Google update cái bản đồ lên, giúp cho Waze update cái bản đồ lên, và cuối cùng là chúng ta có một cái bản đồ dẫn đường tốt hơn. Điều rất quan trọng ở Việt Nam, bởi vì chúng ta thường xuyên nâng cấp đường, cũng như là có rất là nhiều data ở trên cái bản đồ chúng ta hiện không có tốt. Rồi, chúng ta còn có báo về những cái khác như là cái hazard, tức là những nguy hiểm ở trên đường, những cái mưa gì đó. Nếu mà càng nhiều người chia sẻ cái thông tin về cái trên cái quãng đường đi á, thì chúng ta sẽ biết nhiều hơn. Mình đặt ví dụ như là nếu có 1.000 người sử dụng Waze ở Thành phố Hồ Chí Minh này, thì sẽ rất là nhiều thông tin để chúng ta biết được là chỗ nào kẹt xe, chỗ nào có tai nạn giao thông, hay là chỗ nào có cái đường cấm rẽ bị sai. Đó. Bình thường Waze cũng đã thông báo như vậy. Ví dụ như cái đoạn đường này nó đang đông và có ai đó thông báo, thì họ đo được rằng là cái tốc độ đi chỉ có 6 km/h thôi, và nó báo cho chúng ta biết là chúng ta có đi đường đó, hoặc là chúng ta sẽ tìm một con đường khác để đi. Mình đã sử dụng Waze và các bạn thấy là có rất là nhiều những cái chỗ ở đây, ví dụ như là ở chỗ này là người có ai đó đang thông báo rằng là có kẹt xe đó, và chúng ta có thể bấm vào xem là cách đây 3.4 cây số và có kẹt xe, và chúng ta có thể cho một cái like cho người đó, thì nó giống như là một cái mạng xã hội vậy. Rồi, xin cảm ơn các bạn.